đúng như là mình cảm nhận là đây và đó là một cái cashback tiếp tục luôn. Và cái khi mà nó được gọi cashback thì sẽ có hai cái bước mình ra, đây là mình đăng in và có hai màu sử dụng cho mình lựa chọn là màu silver mà bạn truyền thống của Apple là màu mới là màu stay gray, màu sáng không gian. Thì chúng ta sẽ thấy là cây trên cấu trúc bằng phím á, thì như trước chúng ta sẽ có một cái dạng phím cứng ở trên này, thì bây giờ đã thay bằng một cái là cảm ứng rất là nhanh. Bây giờ chúng ta có thể tăng giảm độ sáng màn hình, tìm launchpad và tăng giảm độ sáng của bàn phím, nghe nhạc bằng iTunes, tăng giảm âm lượng. Siri. Hi Siri. Hi there, demo. Rất là nhanh đúng không ạ? Rất là thuận tiện. Và vẫn những cái form rất là đẹp từ Apple. Với cổng thiết kế kết nối, bây giờ chúng ta sẽ bằng một cổng duy nhất là USB-C. Và với phiên bản của Google này, chúng ta sẽ bốn cổng USB-C được. Nên chúng ta thoải mái sử dụng cái cổng kết nối em chị nha. Và có một cổng jack 3.5 audio. Nếu mọi người cảm thấy hứng thú thì những sản phẩm của Google Touchpad này phù hợp rất là nhiều đối tượng, dù là mình đi làm giải trí hay là cái đồ họa đều có những cái phiên bản rất phù hợp cho mình. Nếu các anh chị hãy liên hệ với em thì mình sẽ tư vấn cho anh chị là nó phù hợp nhất với công việc của mình.